Dạ, em cũng đi hỏi với lại em đi lên mạng em tìm á. Em lên Google em search. Lên Google search luôn. Dạ. Và lúc đó nhìn thấy Kang Ngô với tiêu đề như thế nào? Thấy nhiều người sửa dán mũi cũng heo ý em á. Có nghĩa là một cái dáng mũi tự nhiên đúng không? Dạ, đúng hợp rồi. Hài hòa với ngành, nó không cần cao quá, nó không cần tay quá. Dạ, vẫn là mình thôi nhưng mà ở một cái phiên bản nó đẹp, nó cao cấp, nó xịn sò hơn. Chấm bao nhiêu điểm ở thời điểm hiện tại? Dạ, cho em chấm điểm 10 luôn á anh. Chấm điểm 10 luôn hả? Tại vì đội ngũ cũng chuyên nghiệp lắm á. Dạ. Tận tình chăm sóc lúc mà sau hậu phẫu. Cái dáng mũi của em ở đây nó không có sống luôn, với lại cái đầu mũi của em nó bị ngắn, nó tới đây và nó không có dài ra. Có nghĩa là nó bị hết lên đúng không? Dạ đúng. Nói gì không nói nhưng mà mình không có tự tin á anh. Với lại mình không tự tin chụp hình nữa. Chụp hình chính diện mình không có tự tin. Đúng rồi, là con gái là ai? Bạn đã sẵn sàng lâm giả mũi siêu đẹp chưa?